nó kêu là kê lát nha. Xin lỗi mà viết chú viết chữ xấu á. Kê lát hữu cơ. Nói tóm lại cái chất này là gì, đừng nói khoa học quá. Cái chất này là cái chất mồi, hiểu vậy thôi. Mồi tự nhiên có không? Có, rất ít. Chuyện thứ hai là nó làm thay đổi. Nó thay đổi cái gì? Thay đổi ba chuyện. Thay đổi thứ nhất là độ thoáng khí. Uống có độ thoáng khí thì nó sinh ra hai cái chất, một là hydro, hai là oxy. Anh em cứ tưởng tượng khi đổ đất nó dày đặc nè, tức là nó không có khoảng hở hoặc khoảng hở rất ít. Thế bây giờ là nếu nó có độ thoáng khí, mà độ thoáng khí là gì? Là các khoảng hở. Mà khoảng hở là gì? Khoảng hở là do nó phân giải cái gì đó rồi cái chỗ thằng này nè nó bay hơi lên. Cái này nó bay hơi lên, bay hơi lên, bay hơi lên. Nó để thành chỗ trống. Mình kêu đây là độ xốp, độ thoáng khí. Như vậy thằng cái thằng si này nó đưa vô đất nó làm hai cái chuyện. Chuyện nhất là độ thoáng khí. Thứ hai là nó phát triển cái vi sinh vật tại chỗ nha. Giống như là không phải bị kích dụ chảy xuống, không phải đặt câu ở chỗ khác đưa tới, mà phát triển với ông dung kích địa phương. Tại sao Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm thử nghiệm, khảo nghiệm cái si này trong vòng có 25 ngày mà nó tăng lên 100 lần cái lượng vi sinh vật hoạt động, trong khi đấu trứng qua 25 ngày sụt xuống? Thì số liệu cụ thể thì chú ở đây tôi cũng nói, có thể tài liệu sẽ có, mình có tài liệu, các cái tài liệu mình đăng trên mạng cũng là có. Cái vi sinh vật tại chỗ này rất quan trọng để nó phát triển lên. Và một cái nữa là nó kích hoạt đó, các phản ứng trong đất. Thì phản ứng gì? Xin thưa các anh em là các cái phản ứng, ví dụ mình có muối của phốt pho đi, đó là phốt pha. Phốt pha là một cái chất kết tổ mà. Bây giờ anh em bón lần vô trong đất mà gặp đất chua chút xíu là nó kết tổ rồi. Hoặc là đất không chua đi nữa mà anh em bón vô nó chưa kịp để phân hủy, cây cây chưa hút là nó kết tổ. Muối carbonat, muối phốt pha hoặc các loại carbon, carbon nó gặp carbonat rồi đó thì nó bị hết. Nó nằm một cục vậy à. Thằng này vô nó sẽ tạo ra các cái phản ứng. Thì ba cái chỗ này nó làm, nó có tính gọi là tính di truyền xoay vòng. Tức là bởi vì nè, anh em cứ tính giùm tôi ha. Ví dụ một cái cây ở đây, ví dụ cây ở đây, bây giờ mình đổ vô đây 2 lít đã pha rồi. Bây giờ anh em tính giùm là 1 lít xi là có 1000 ml đúng không? Mình chia cái 40 mà pha ra 40 lần. Như vậy thì 1 lít pha đó, pha rồi chứa bao nhiêu ml? Bao nhiêu ml xi nguyên chất? 25. Đúng không? 40 lít này là 40.000. 2, 3. Nó chứa có 1/40. Tức là hàng này nó chứa 1 lít thì chắc chứa chừng 3 ml cho khoảng 4 ml là tối đa rồi. Bây giờ anh em cứ nghĩ đi, một cái cây sầu riêng mình hay gì trong đây ít nhất cũng phải cỡ chừng 1,5 m 2 m² chứ. Và đưa có mấy ml là bằng cái đầu ngón tay. Nếu tính gì si nha, có nhiều đây, vô đây. Trời, cái này vô là cái gì vậy trời? Đó. Chính chỗ này anh em câu hỏi. Nó vô để nó làm cái gì? Bởi vì thứ nhất ở trên đây, hồi nãy mình nói nó là mồi mà.
mồi. Mồi giống như mồi vậy, cò đất á, cò mới nói xíu thôi là bán được vài tỷ một ngày. Thứ hai đó là nó vô nó thay đổi, nó thay đổi gì đâu có cần nhiều, nó chỉ cần thay đổi nó phân tích làm sao cho mấy thằng này lên, mà càng khoáng khí thì vi sinh vật có lợi càng phát triển. Anh em nên nhớ cái đất mà nó chặt cứng quá, nó yếm khí thì những cái con xạ khuẩn, những cái men và những con vi khuẩn mà gây hại á là nó thích lên, nó không có ở cái chỗ mà không khí nhiều đâu, không có. Cái này về khoa học người ta chứng minh. Thành ra nên các anh em mà làm khoáng khí thì nó sẽ phát triển vi sinh vật, rồi cái kết quả các phản ứng thì cũng tại chỗ thôi. Thì như vậy nó sẽ liên quan tới câu hỏi như vậy. Vậy em cháu đổ xi á vô chỗ này, ví dụ đó, đổ có cục chỗ này thôi,